Tính đến nay, ông Mom Sonando, giám đốc đài phát thanh Beehive, đã ngồi tù hơn 6 tháng, kể từ khi ông bị bắt tại căn nhà của ông ở Phnom Penh. Tổ chức binh vực nhân quyền CCHR của người Campuchia đã theo dõi số ngày ông ngồi tù và đã công bố số ngày này trên một tờ lịch mà họ gọi là tờ lịch công lý cho ông Mom Sonando, nhằm lôi kéo sự tham gia của quần chúng vào vụ việc của ông. Ông Uvi Ret, đứng đầu tổ chức CCHR, cho biết: sự tham gia tích cực của mọi người để đòi trả tự do cho ông Mom Sonando sẽ gây ảnh hưởng để chính quyền xét lại vụ này. Phát thanh viên đang ở tù này được biết đến là một người hay chỉ trích Thủ tướng Hun Sen. Tòa án ở Phnom Penh đã phạt ông 20 năm tù về tội xúi dục nhân dân trong tỉnh Krachay ly khai khỏi chính quyền trung ương hồi năm ngoái. Tháng trước, tòa phúc thẩm không cho ông đóng tiền thế chân để được tự do tạm. Ngoài tờ lịch công lý, tổ chức CCHR còn mời quần chúng từ giờ đến cuối tháng tham gia chiến dịch thi vẽ tranh trên bưu thiếp. Ông Uvi Ret nói rằng tổ chức của ông sẽ chọn 3 bưu thiếp có ý nghĩa nhất và in thành 10.000 bản để gửi đến công chúng, yêu cầu họ ký tên và viết vài hàng động viên để gửi vào nhà tù cho ông Mom Sonando. Cho tới giờ này, mọi người trông chờ cộng đồng quốc tế giúp giải quyết các vấn đề của Campuchia. Nhưng tôi cho rằng chỉ có nhân dân Campuchia mới có thể tranh đấu để có dân chủ và công lý thực sự. Trong đó có công lý cho ông Mom Sonando. Bà Đinh Pang Nara là vợ của ông Mom Sonando. Chiến dịch này rất tốt vì nó sẽ làm cho quần chúng nhớ đến ông mỗi ngày và nhắc với họ rằng ông ấy đã ở tù được 6 tháng vì bị cáo buộc làm những điều sai trái mà ông ấy không hề làm. Các nhà quan sát nói rằng các tội danh gán cho ông Mom Sonando mang động cơ chính trị và ông ta chỉ bị bắt sau khi Thủ tướng Hun Sen công khai đòi bắt ông. Tiến sĩ Lào Mong Hay, một nhà phân tích chính trị, cho biết: nếu vụ này liên quan đến tội đòi ly khai hoặc tội nào khác, thì ngài Thủ tướng nên giữ im lặng và để cho giới hữu trách làm việc với tòa án. Đằng này, Thủ tướng lại kết tội trước khi ông ấy bị bắt. Nhà phân tích này nói tiếp, nếu ông Mom Sonando thực sự xúi dục ly khai, ông đã ở nước ngoài thay vì trở về Campuchia để bị mang ra xử. Ông ta là một trong số những người hiếm thấy. Ông ấy thà là chết hiên ngang hơn là sống mà phải quỳ gối. Ông Pay Si Phan là phát ngôn viên của chính phủ Campuchia. Ông nói rằng hai chiến dịch đòi trả tự do không giúp ích gì cho phát thanh viên đang ngồi tù. Tôi mong tòa án quyết định về lời khiếu nại, cho rằng thủ tướng đã ra lệnh cho các thẩm phán hoặc đã gây ảnh hưởng lên các thẩm phán trong vụ này. Có như vậy thì mới tốt cho mọi người. Tuy nhiên, ông Uvi Ret vẫn hy vọng chính quyền sẽ lắng nghe tiếng nói của nhân dân nếu có sự tham gia tích cực. Nếu có nhiều người Campuchia muốn ông Mom Sonando được trả tự do vì vụ này có động cơ chính trị, thì tôi chắc là ông ấy sẽ được trả tự do.